Con xin hỏi một câu hỏi đầu tiên của một bạn đồng tu là đời này con cũng biết đến cái pháp môn niệm Phật hộ niệm này rồi, nhưng mà gia đình con thì mẹ con thì không tin, bây giờ thì anh em cũng chưa tin, thì con xin hỏi thầy là thầy hướng dẫn cho con làm cách nào để mà con có cái cơ hội để giúp cho mẹ con được cái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để mẹ con cũng được hộ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hỏi chi mà câu hỏi khó dữ vậy? Đây là cái nặng lớn lắm của cái cõi ta bà này chư vị ơi. Con thì niệm Phật, cha mẹ anh em không niệm Phật. Con nhiều lúc thì cha thì niệm Phật, con không tin. Thực sự đây là một cái ách nặng lớn lắm đấy, chứ không phải nhỏ đâu. Mà Tịnh Hải này nghĩ rằng là cái ách nặng này nó vẫn tồn tại mãi mãi, chứ không bao giờ giải quyết được. Cho nên chư vị mà đưa ra cái vấn đề này thì chư vị phải quyết định lấy nhé. Một cái vấn nạn mà trải qua từ vô thủy đến vô chung giải quyết không được thì ta phải giải quyết cho chính chúng ta, chứ không cách nào khác. Chư vị nhớ là Địa Tạng Vương Bồ Tát có những người mẹ chống đối Phật Pháp. Ngài là Bồ Tát từ lâu đời lâu kiếp rồi, chứ không phải là mới đời này đâu, nghe như vậy chứ đây đọc trong kinh Địa Tạng mới thấy. Ngài thì quyết lòng tu hành, mẹ thì không tin. Cho nên sau khi mà biết được mẹ mình bị đọa đày trong những cảnh địa ngục, Ngài phải xả thân xuống địa ngục mà cứu từng người mẹ. Ngài là cứu từng người mẹ, vô lượng người mẹ, chứ không phải cứu một vài người mẹ như trong kinh Địa Tạng nói đâu chứ vậy. Chẳng lẽ bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng lẽ phải nói tới vô lượng những người mẹ mà Đức Địa Tạng cứu thì biết bao giờ cho xong kinh Địa Tạng. Mà chỉ một người hai người đó tiêu đến tiêu biểu cho là thực sự cái niềm tin của chúng sanh không phải dễ dàng gì mà nói. Đại Mục Kiền Liên là một vị Đại Bồ Tát đã chứng đạo ngay trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, mà mẹ Ngài không tin, đành rằng mẹ Ngài chết đi xuống địa ngục chịu hành hình. Chư vị thấy cái ách nặng ghê chưa? Cho nên khi nói chuyện này, mong chư vị phải nhớ là chúng ta tin, chúng ta tu là phải tu cho chính cá nhân mình trước, chứ không cách nào khác hơn. Chỉ lấy cái đức tu của mình mà cảm hóa được gia đình thôi, chứ không biết cách nào khác hơn. Nếu mà chư vị từng đọc kinh Địa Tạng thì bây giờ chúng ta dùng cái pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chư Phật, đã dạy cho Ngài, là đem công đức lành hồi hướng cho cha mẹ mình, hồi hướng cho những người thân của mình, cầu nguyện cho những người thân được cái phước báo này mà ngộ ra con đường tu hành, chứ không biết cách nào khác hơn. Ngài Đại Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ của mình, chư vị nghĩ tới một vị Đại Bồ Tát đương thời mà mẹ mình không tin, mẹ mình chống đối Phật Pháp, mẹ mình cũng đành xuống địa ngục. Ngài cũng nhìn mà thấy mà rơi nước mắt, chứ không biết làm sao chư vị ơi. Đức Bổn Sư Thích Ca mới dạy Ngài là tới cái tháng 7, cái lễ mà gọi là Vu Lan Báo Hiếu đấy, mà thỉnh mời chư Thánh Tăng đến 10 phương Pháp với cùng nhau cứu mẹ mình mới được. Chư vị có thấy khó chưa? Cho nên hiểu biết được như vậy thì mong chư vị mới nhớ, mình biết tu rồi thì phải tu cho thẳng, tu cho tắc, tu cho chánh, tu cho đúng, để một đời này mình thành Bồ Tát trước cái đã, rồi sau đó mình mới
dùng cái thần thông một vị Bồ Tát Bất Thối mà quán chiếu trên 10 phương pháp giới, hình như chỗ nào cũng có cha, có mẹ, có anh em ruột thịt của mình đang đọa trong cảnh tam đồ ác đạo. Nhiều tràn lan đại hải, chứ không phải một người, hai người trong đời này đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thì bây giờ giải quyết làm sao là phải tìm mọi cách để chính mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới là cái cơ hội cho mình cứu được bà con thân nhân trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho dù ông không nói, tình thái này không nói là cứu chỉ có một đời này thôi, một đời này một hai đứa con, nhưng mà thực ra cứ từng đời như vậy, ta bây giờ không biết bao nhiêu đứa con rồi, ta không biết bao nhiêu người cha người mẹ đang bị đọa lạc đắng cay. Cho nên chư vị mới thấy rằng rõ ràng là cái sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó khẩn thiết biết bao nhiêu. Tại vì chúng ta không thấy được cái thân bản nguyên thuộc, chúng ta bị đọa đầy trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thành ra chúng ta ở đây an nhiên không lo tới. Chứ nếu mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta trông chờ từng phút từng giây để về Tây Phương Cực Lạc đó chứ vậy. Tại vì có về trên đó rồi, chúng ta mới có cái năng lực đi tới từng chỗ, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát đi xuống địa ngục mà cứu mẹ, giống như ngài Đại Mục Kiền Liên mà dùng cái uy tín của một vị Đại Bồ Tát đắc quả rồi mới mời được chư thánh tăng đến 10 phương pháp nếu mà cùng nhau cứu. Và chúng ta mới thấy là đem những cái thần lực của một vị Đại Bồ Tát Bất Thối thành Phật đó mà đi cứu chúng sanh, chứ bây giờ không biết làm sao. Chính vì thế mà nếu chưa bị gặp trong gia đình mà cha mẹ anh em chống đối, ta phải thương họ, ta không thể nào đi với họ được, ta hòa nhưng mà không đồng lòng với họ được, ta phải quyết lòng. Anh ta không niệm Phật, ta phải niệm Phật. Em ta không buông, ta phải buông. Con ta không niệm Phật, ta phải niệm Phật nhiều hơn nữa, để chỉ để ta về Tây Phương đời sau ta cứu. Và xin thưa thật với chư vị, muốn mà một người mà tin được Phật Pháp phải chờ cho cái thiền căn, cái căn lành của người con, người cháu, người cha, người mẹ, người anh em này đủ chút chút cái đã, rồi mới có thể tin được. Chứ nếu mà những người mà nhiều đời nhiều kiếp sới không tu, không tạo được cái căn lành trước, đời này khó lắm chư vị ơi. Vãng tích nhược tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Đây là cái câu Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Một người mà không có căn lành thì người ta không tin là không tin. Thì mong những người nào mà gặp trường hợp này đừng nên buồn, mà đánh mà biết rằng là anh cô ta, em cô ta, người thân chúng ta không có căn lành. Còn khi mà ta có căn lành, ta tu rồi mà có nhiều cái chướng nạn nó đến dồn dập là tai về cái phước báu chúng ta không có. Như vậy thì khi chư vị tu mà có những người cản trở là chư vị quyết tu hơn nữa. Tại vì là trong nhiều đời nhiều cấp, ta cứ lo cái chuyện tu hành mà ta quên cái con đường mà xả cái tâm từ bi ra cứu giúp chúng sanh. Cái bố thí làm đành chúng ta quá yếu, thành ra bây giờ chúng ta tu thì giỏi mà người ta thì cứ chống này chống nọ, ngăn cản này ngăn cản nọ. Chúng ta hiểu được như vậy rồi thì gặp bất cứ một trở ngại nào, mong chư vị phải quyết tâm quyết chí là mình tu phải vững vàng để mình được vãng sanh, vãng sanh trong mới cứu được người thân của mình, chứ không biết cách nào khác hơn. Nhớ không chư vị? A Di Đà Phật. Là chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải.